còn đứa nào thích cười nữa không? Chúng mày đúng là lũ vô dụng. Có mấy con chó cũng không giải quyết xong, sau này còn làm được cái việc gì nữa? Đúng là cái lũ vô dụng. Còn mày nữa đây. What? Em làm sao? Làm em có chạy nhanh hơn cả thằng anh. Tao mà không để lại cái chân cho nó cắn ấy, chúng mày có mà về với các cụ hết rồi. Đại ca tao luôn. Chúng mày mà không phải em anh ấy, anh kệ mẹ chúng mày. Đi về. Ôi anh ơi, lại cái dê. Xem mình đứa nào lấy đi rồi. Ôi trời ơi. What? Ôi giời, cái con này vẫn còn đứng đây à? Đuổi theo. Ôi giời. Ôi giời. Thế chúng mày đợi tao với. Ôi giời.